Said, please lock the machine. The result of the vote is as follows. In favor, 128. Against, 9. Abstentions, 35. Draft resolution A/ES-10/L22 is adopted. IEC trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khi có tới 128 quốc gia bỏ phiếu thông qua nghị quyết về Jerusalem, đem lại chiến thắng ngoại giao cho Palestine. Chỉ có 9 quốc gia theo Mỹ bỏ phiếu chống nghị quyết, 35 quốc gia bỏ phiếu trắng và 21 quốc gia không bỏ phiếu. Cay cú, Mỹ vật vã, Hoa Kỳ sẽ nhớ ngày này, sẽ nhớ tên các quốc gia chống lại Mỹ ở Liên Hợp Quốc, nên biết rằng Hoa Kỳ tài trợ rất nhiều cho tổ chức này. Giờ đây Hoa Kỳ sẽ tiết kiệm hơn và có cách đầu tư khác. Việt Nam là một trong số 128 nước ủng hộ nghị quyết, cùng với 22 trên 28 quốc gia châu Âu đồng minh Mỹ, kể cả Anh, Pháp, Đức. 9 quốc gia bỏ phiếu chống lại nghị quyết là Hoa Kỳ, Israel, Guatemala, Honduras, quần đảo Marshall, Micronesia, Nauru, Palau và Togo. 35 quốc gia đã bỏ phiếu trắng bao gồm Antigua và Barbuda, Argentina, Úc, Bahamas, Benin, Bhutan, Bosnia và Herzegovina, Cameroon, Canada, Colombia, Croatia, Séc, Cộng hòa Dominicana, Guinea Xích đạo, Fiji, Haiti, Hungary, Jamaica, Kiribati, Latvia, Lesotho, Malawi, Mexico, Panama, Paraguay, Philippines, Ba Lan, Romania, Rwanda, quần đảo Solomon, Nam Sudan, Trinidad và Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu. Đáng chú ý là trường hợp Philippines, khi tuần trước tuyên bố ủng hộ Mỹ cùng Hungary, nay chỉ bỏ phiếu trắng sau khi từ chối các khoản viện trợ kèm theo điều kiện nhân quyền của Hoa Kỳ.